ba sự chán nản quá mức ma trầm ức kinh văn hiệu bỉ định trung chư thiện nam tử kiến sắc ấm tiêu thọ ấm minh bạch tiền vô tân chứng quy thất cố cư trí lực suy vi nhập trung đọa địa quýnh vô sở kiến tâm trung hốt nhiên sanh đại khô kiệt ư nhất thiết thời trầm ức bất tán tương thử dĩ vi cần tinh tiến tướng biệt dịch lại nữa khi hành giả ở trong trạng thái định này thấy xác ấm đã tiêu dung thọ ấm tỏ rõ trước không thấy có cảnh giới mới đẻ trứng lui về thì mất chỗ cũ trí lực suy yếu rơi vào nơi cùng cực không còn gì để trông mong bỗng dưng có cảm giác đơn điệu khao khát trỗi dậy trong mọi lúc đều thầm nhớ không quên lầm cho như vậy là tướng tinh tấn giảng lại khi hành giả ở trong trạng thái định này thấy sắc ấm đã tiêu dung thọ ấm tỏ rõ trước không thấy có cảnh giới mới đẻ trứng lui về thì mất chỗ cũ trí lực suy yếu không thấy có cảnh giới để tu chứng ngay lui về thì mất trạng thái đã tự chứng được vậy nên năng lực trí huệ yếu dần tiến lên chẳng có gì để chứng đắc sau lưng hành giả cảnh giới xưa nay mình hằng an trụ đã biến mất trí huệ bây giờ trở nên yếu kém hành giả không còn dũng mãnh sắc bén như lúc đầu nữa đây là trường hợp bỗng dưng đang tiến bộ rồi thình lình dừng lại bị rơi vào nơi cùng cực là nơi mà hành giả gần như đoạn lạc thấy không có gì để trông mong hành giả không có cảm giác hoặc cảm nhận được điều gì nữa cả bỗng dưng có cảm giác đơn điệu khao khát trỗi dậy cảm giác của hành giả lúc này là thấy quá đơn điệu khô khan khao khát thấy mọi việc đều vô nghĩa và chán ngán thấy khao khát vì anh ta cần thấm nhuần nước của phật pháp anh ta cảm thấy khô cằn khéo úa vì chẳng thấy còn điều gì hơn nữa trạng thái này tương tự như người sơ cơ không chịu tu tập luôn luôn cảm thấy cô độc và chán nản sự cô độc và chán nản ấy chắc chắn sẽ dẫn đến phiền não cái phiền não cố hữu tôi không có dự tính nêu điều này ra nhưng vì tôi sợ có người không hiểu hơn thế nữa, nó giống như khi người nữ nhớ vẻ người nam. Cô ta mơ tưởng cho đến khi cô ta thấy bồn chồn và bất an. Cũng như khi người nam mơ tưởng đến người nữ, họ cũng có cảm giác bất an tương tự. Họ đều cô đơn và buồn tẻ như thể bị mất một điều gì mà không bao giờ tìm lại được. Trong mọi lúc hành giả đều thầm nhớ không quên đó là cảnh người nam người nữ tương tư lẫn nhau mơ tưởng về nhau không bao giờ quên lầm cho như vậy là tướng trạng tinh tấn trạng thái này bám chắc trong tâm tưởng đến nỗi không tiêu tán khiến anh ta lầm tưởng đó là một dạng tinh tấn trong công phu